hai Thanh Trúc. Rất cao thủ. Mình sau trận đấu này sẽ cho máy nghỉ. Vẫn rất nỗ lực. Xin chào anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi trận chung kết giải bóng chuyền sinh viên Hà Nội năm 2020 giữa hai đội Đại học Giao thông Vận tải trong trang phục áo xanh đen gần màn hình và đội Đại học Công nghệ Kinh doanh hay còn gọi là Kinh công trong trang phục áo vàng bên kia màn hình. Hai đội sẽ thi đấu trận chung kết này với thể thức 3 tháng 2. Giải sinh viên Hà Nội gồm có 24 đội, chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt và lấy 2 đội có thành tích tốt nhất của mỗi bảng. Sau đó 12 đội được lọt vào vòng trong sẽ thi đấu loại trực tiếp một lần thua, lấy 6 đội vào vòng bán kết. Vòng bán kết thì 6 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội và đánh vòng tròn một lượt, lấy 2 đội có thành tích tốt nhất của 2 bảng vào thi đấu bán kết chéo 4 đội. Và bán kết chéo 4 đội sáng nay là Đại học Giao thông Vận tải gặp Đại học Thăng Long. Đại học Giao thông Vận tải đã thắng Đại học Thăng Long với tỷ số 2-1, một trận bán kết 1 đầy kịch tính. Và trận bán kết 2 là Kinh công, đó là Đại học Kinh doanh và Công nghệ đã gặp Học viện Nông nghiệp, cũng với một trận bán kết 2 nảy lửa. Phần thắng 2-1 đã nghiêng về các cầu thủ Kinh công. Và bây giờ là trận chung kết giữa hai đối thủ xứng đáng đi đến trận cuối cùng, đó là Đại học Giao thông Vận tải gặp Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Đội hình ra sân của Đại học Giao thông Vận tải: chuyền 2 số 10 Tuấn Anh, phụ công là Mạnh Duy, còn lại 4 chủ công: Thanh Tú số 9, Phan Thanh Hà số 83, Đức Việt số 12 và Minh Đức số 15. Điểm bóng đầu tiên đã được ghi cho Kinh công, đó là phụ công Phùng Đoàn, chàng trai đến từ Vĩnh Phúc. 1-0. Phát bóng lúc này là Văn Long, chàng trai đến từ Hưng Yên. Bóng thu mất rồi. Vẫn là Phan Thanh Hà. Phan Thanh Hà đã ghi được điểm đầu tiên cho đội của mình, 1-0. Cho Giao thông. Libero của Giao thông là Mã Trung Đức các bạn nhé. Còn libero không phải libero của Kinh công là Mã Trung Đức. Điểm bóng 2-1 cho Kinh công. Phát bóng lúc này là Phùng Đoàn. Chuyển một tốt rồi. Mạnh Duy. Rất tốt. Một pha tấn công nhanh về chéo sân của Mạnh Duy. Điểm bóng cho Giao thông 2-2. Anh chị em chia sẻ nha. Phát bóng là chủ công Phan Thanh Hà, đến từ thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa. Pha tấn công ra ngoài của các cầu thủ Kinh công. Điểm bóng 3-2 cho Giao thông. Vẫn là chủ công Phan Thanh Hà phát bóng. Rất khéo, đó vẫn là Khắc Hưng. Cầu thủ có thể nói là đã góp một phần cực kỳ lớn để đưa Kinh công vào chơi trận chung kết này. Những điểm cuối cùng quan trọng của buổi sáng ngày hôm nay, trận bán kết 2, Khắc Hưng đã liên tiếp ghi điểm cho Kinh công.
Điểm bóng lúc này là 3 đều. Trên hàng công của Kinh Công lúc này đó là phụ công Khắc Hưng, chủ công Hoàng Văn Mạnh. Và chuyền 2 Văn Dương. Văn Dương là chuyền 2 chính của thị trấn Vân Du trong giải Ngọc Trào vừa rồi các bạn nhé. Đó là Minh Đức, một pha tấn công kéo sân từ biên 2 rất uy lực. Điểm bóng 4-3 cho Giao Thông. Phát bóng lúc này là chủ công Minh Đức. Chào hơn 300 anh chị em đang xem. Đó là Hoàng Văn Mạnh. Rất cao tầm nhưng bóng lại ra ngoài. Điểm bóng 5-3. Và xử lý hai chuyền chưa thành công, cơ hội đã đến. Biên 4 rất tốt. Chắn bóng rất tốt của Mạnh Duy. Mạnh Duy tuy thể hình không được cao nhưng phụ công của Giao Thông đã chắn bóng rất hiệu quả sáng nay. Và chính anh lại ghi điểm số vừa rồi. Điểm bóng 6-3 cho Giao Thông. Cách biệt đã là 3 điểm. Kênh bóng truyền trên YouTube của mình là bóng truyền HD các bạn nhé. Bóng truyền HD. Anh chị em nào ghé qua tham quan, thấy hay thì đăng ký và like cho mình. Đức Việt thành công rồi, điểm bóng 7-3. Đức Việt là chủ công có phong cách và thần thái, kể cả ngoại hình rất giống với Quang Khơi các bạn nhé. Quang Khơi của Tràng An Ninh Bình, một trong những hot boy của bóng chuyền Việt Nam. Điểm bóng lúc này đã là 7-3, cách biệt là 4 điểm. Và các cầu thủ Kinh Công đã phải xin hội ý 30 giây lần thứ nhất của hiệp đấu đầu tiên trận chung kết này. Đội hình ra sân của Kinh Công, chuyền 2 là Văn Dương đến từ thị trấn Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hóa. Chủ công số 11 là Văn Long đến từ Hưng Yên. Chủ công số 8 là Trung Hiếu đến từ Mộc Châu. Chủ công Hoàng Văn Mạnh đến từ An Phú, Lục Yên, Yên Bái. Libero là Mã Trung Đức. Phụ công là Khắc Hiếu, số 42. 30 giây hội ý đã hết, trận đấu tiếp tục. Chuyển một tốt rồi. Hoàng Văn Mạnh. Lần này Hoàng Văn Mạnh đã cắt bóng rất cao tầm về y, ghi điểm thứ tư cho Kinh Công, 4-7. Ok em, có em đang nói là Đức Việt chung nguồn nước Kiến Sương Thái Bình với Quang Khơi. Bóng trong sân. Điểm bóng 8-4 cho Giao Thông. Trình Sơn có comment là Đức Việt quê Kiến Sương Thái Bình nên chung nguồn nước với Quang Khơi. Anh à, ok em. Quang Khơi là Thái Thụy nhé, mà cùng là Thái Bình. Bây giờ phụ công Mạnh Duy, một cầu thủ có thể hình không được tốt lắm nhưng mà chắn bóng và thi đấu cực kỳ hiệu quả. Phòng thủ 6 lùi rất tốt. Ai đây? Đức Việt. Văn Long chưa thành công từ biên 2. Thành Tú rất cắt. Phòng thủ rất kiên cường của Kinh Công. Cơ hội đã lại đến. Cố lên. Được rồi. Hoàng Văn Mạnh biên 4 không phải, chéo sân đi. Rất tốt, một pha phản công chung sau chéo sân của Văn Long, ghi điểm thứ 5 cho Kinh Công, 5-8. Các bạn đang xem trận chung kết giải bóng chuyền sinh viên khu vực Hà Nội năm 2020 giữa hai đội Đại học Giao thông Vận tải gặp Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Đó là Đức Việt, chàng trai đến từ Kiến Sương Thái Bình. Điểm bóng 9-5 cho Giao Thông. Hoàng Văn Mạnh chưa được rồi, cơ hội lại đến. Thanh Tú thành công rồi, 10-5 cho Giao Thông. Hoàng Văn Mạnh chủ công số 6 của Kinh Công cần tăng lực chút nữa, phải phun lực. Đức Việt phát bóng. Chưa được rồi, pha xử lý của phụ công Phùng Đoàn chưa thành công. Điểm bóng 11-5.
Chúng tôi nhận thấy huấn luyện viên của Giao Thông trong trận bán kết 2 sáng nay, anh rất năng nổ, chiến thuật rất tốt các bạn ạ. Đó là huấn luyện viên của Đại học Giao Thông. Hết lực. Bóng đã bung chắn ra ngoài, điểm bóng 6-11 cho Kinh Công. Chào 360 anh chị em đang xem, mọi người chia sẻ đi nha. Biên tới rất đẹp, chắn bóng rất tốt của Phùng Đoàn. Điểm bóng 7-11 cho Kinh Công. Cách biệt bây giờ chỉ còn là 4 điểm. Phát bóng lúc này là chủ công Hoàng Văn Mạnh. Hàng công của Đại học Giao Thông đang là cầu đôi nhé. Biên 2 là Thanh Tú và biên 4 là Phan Thanh Hà. Chuyền 2 Tuấn Anh đang ở vị trí số 3 giữa lưới. Biên 2 rồi. Bóng đã bung chắn của Kinh Công ra ngoài. 12-7 cho Đại học Giao Thông. Bây giờ là chuyền 2 Tuấn Anh phát bóng. Chuyền 1 tốt rồi. Văn Long, bóng đã bung chắn ra ngoài. Chính xác là như vậy. 8-11 cho Kinh Công. Phát bóng lúc này chính là chủ công Văn Long. Phát bóng tấn công rất khó chịu. Phan Thanh A, bóng đã vào trán của Văn Dương ra ngoài. Điểm bóng 12-8 cho Giao Thông. Phát bóng tấn công của Thanh Tú. Và lao ngắn giữa lưới rất tốt của Phùng Đoan. 9-12 cho Kinh Công. Phát bóng chính là phụ công Phùng Đoan, chàng trai đến từ đất tổ Vua Hùng. Không phải đến từ Vĩnh Phúc các bạn ạ, không phải là Phú Thọ. Và tấn công bài biên 4 rất tốt của chủ công Giao Thông. Điểm bóng là 14-9 các bạn nhé. Rất cao tầm nhưng rất tiếc bóng ra ngoài chưa chạm tay. Đó là pha tấn công từ biên 4 của Trung Hiếu. 15-9 rồi. Phát bóng là chủ công Phan Thanh Hà. Và xử lý hai chuyền rất kỹ thuật và tinh tế của Văn Dương. 10-15. Văn Dương chính là chuyền hai chính cho Thạch Đen và Từ Thanh Thuận trong giải Ngọc Trạo vừa rồi nhé, trong màu áo của thị trấn Vân Du. Chuyền 1 tốt rồi. Đức Việt rất tốt. Mười sáu mười, đó là Đức Việt. Giao Thông có sự thay đổi người, đó là sự thay đổi chiến thuật, thay đổi theo cặp các bạn nhé. Số 10 chuyền 2 Tuấn Anh ra sân và Tiến Thành đã vào sân. Chủ công Minh Đức số 15 ra sân và chuyền 2 số 36 Hoàng Triều vào sân. Biến cầu 2 mũi thành cầu 3 mũi các bạn ạ. Điểm số lúc này là 16-10, cách biệt là 6 điểm. Lợi điểm đang thuộc về các cầu thủ Giao Thông, đó lại là Khắc Hưng. Những pha tấn công nhanh, chéo sân, vẫn chưa bị bắt bài. Có ngày lịch vòng 2 có rồi em ơi. Mọi người không biết cái gì, bây giờ mình chia sẻ với mọi người nha. Một cái rất đơn giản như này, bất cứ thông tin gì về mọi mặt bóng chuyền, bóng đá hay là công việc gì, mọi người cứ lên Google search là ra hết mọi người nhé. Trên đấy là có hết lịch thi đấu hay là như nào là có hết.
Điểm số lúc này là 17-11. Mạnh Duy phát bóng. Rất nhanh tay. Đó, cái tay của Văn Long rất nhanh nhưng đường bóng chuyển hơi thấp các bạn ạ. Bóng ra ngoài mất rồi. 18-11. Và bây giờ các cầu thủ Kinh Công xin hội ý 30 giây lần thứ hai của hiệp đấu thứ nhất trận chung kết. Anh em chia sẻ đi nhờ, hơi ít cho mọi người xem quên chia sẻ đúng không? Bán kết 2 sáng nay còn hơn 500 mà bây giờ mới có 370 này. Kênh bóng chuyền của mình là bóng chuyền HD các bạn nhé. Các bạn nhớ ghé qua xem, cảm thấy hay thì đăng ký kênh ở bên phải màn hình và ấn like video, comment, chia sẻ những ý kiến đóng góp để xây dựng kênh được tốt hơn. Trận đấu tiếp tục. Rất đáng tiếc, Mạnh Duy đã phát bóng ra ngoài. Điểm bóng 12-18. Cách biệt vẫn đang duy trì ở khoảng cách là 6 điểm. Lúc này người phát bóng là phụ công Khắc Hưng. Đức Việt bật rất cao các bạn ạ. Vẫn là Đức Việt chăng? Không phải. Thanh Tú. Phòng thủ rất nỗ lực. Không được rồi. Nỗ lực cứu bóng của chuyền hai Văn Dương không thành công. 19-12 cho Giao Thông. Phát bóng lúc này là chủ công Đức Việt. Chàng trai đến từ Kiến Sương, Thái Bình. Ok, Việt Hoàng 18 trước em cũng ở vị trí cao nhất của giải này. 20-12. Cách biệt là quá lớn, 8 điểm. 20-12. Vẫn là chủ công Đức Việt phát bóng. Tài chính 1 đều. Sao loa của sân bên kia này nói sang bên này nhỉ? Quyết định của trọng tài. Giao Thông phạm lỗi chạm lưới, điểm bóng 13-20. Thành Tú ghi điểm rồi, 21-13. Ok, libero bên Giao Thông là Văn Tiệp, người Hiệp Hòa Bắc Giang. Ok, anh cảm ơn Nguyễn Văn Anh. Điểm 2 đều. Khả năng mọi người phải cắt cái loa đi, loa của sân bên kia này nói sang loa bên này. Điểm bóng lúc này vẫn đang là 21-13. Tuấn Anh phát bóng. Đó là pha tổ chức tấn công nhanh chồng của các cầu thủ Kinh Công. 3-2. 14-21. Chào 373 anh chị em đang xem. Biên hai của Thanh Tú rất khó chịu. 3 đều. Điểm bóng 22-14. Cách biệt vẫn đang duy trì ở khoảng cách là 8 điểm. Phát bóng tấn công của Thanh Tú. 4-3. Pha xử lý rất nhanh của Văn Dương. 15-22. Phát bóng là Phùng Đoàn, phụ công đến từ Vĩnh Phúc. Tốt rồi. Quyết định của trọng tài là bóng ngoài sân. 23. 5-3. 15. Điểm cho Giao Thông Vận tải 23-15. Và bóng lúc này là chủ công Quan Thanh An.
nhanh chồng, không được. Rất tiếc, thằng chắn của giao thông đã phạm lỗi chạm dưới. 16-23 cho Kinh Công. Điểm cho Kinh Công 16-23. Chuyển một tốt rồi. Đó là pha tấn công chung sau. Set boy rồi các bạn nhé. 24-16, 8 điểm set boy cho các cầu thủ giao thông. Chào 390 anh chị em đang xem. 74. Sân bên kia đang diễn ra trận chung kết nữ các bạn nhé, nhưng mình có quay về, mình sẽ up lên kênh YouTube bóng chuyền HD của mình, và những trận đấu live này mình cũng sẽ up lên hết. Thứ sáu này còn một giải cực kỳ hay bên Bắc Ninh nữa. Trận đấu tiếp tục trở lại. 24-16, 8 điểm set boy cho các cầu thủ giao thông. Kết thúc rồi. 25-16, set thứ nhất, các cầu thủ Đại học Giao thông Vận tải đã thắng các cầu thủ Đại học Kinh doanh Công nghệ. Hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu hiệp đấu thứ hai. Đây là trận chung kết giải bóng chuyền sinh viên khu vực Hà Nội năm 2020, thi đấu với thể thức 3 tháng 2 các bạn nhé. Xin mời anh chị em trở lại với hiệp đấu thứ hai trận chung kết giải bóng chuyền sinh viên Hà Nội năm 2020 giữa hai đội Kinh Công trong trang phục áo vàng gặp Đại học Giao thông trong trang phục áo xanh đen. Trận chung kết thi đấu với thể thức 3 tháng 2. Hiệp đầu tiên thì các cầu thủ Giao thông đã thắng và đây là hiệp đấu thứ hai. Văn Long bỏ bóng chưa được, cơ hội lại đến rồi. Ai đây? Cùng Đoàn, bóng đang bung chắn ra ngoài. Điểm bóng đầu tiên của hiệp thứ hai đã được ghi cho Kinh Công. 1-0. Hiệp đấu thứ hai này đội hình ra sân của Kinh Công, mình thấy có một sự thay đổi, đó là chủ công số 9 đã vào sân nhé. Còn đội hình của Giao thông vẫn nguyên. Đó là một pha lao ngắn thành công của phụ công Minh Đức bên Giao thông. 1-1. Anh em nào biết chủ công số 9 của Kinh Công comment tên cho mình nhỉ? Và chuyển hơi thấp, chủ công Văn Long cố tình phá chắn nhưng không thành công. 2-1 cho Giao thông. Ok, cảm ơn em. Lã Hải Nam. Chính xác không? Và bỏ bóng thành công của Công Đoàn. Công nghệ 2-2. 2-2 cho Kinh Công. Và bây giờ là chủ công vào sân từ hiệp 2, Lã Hải Nam. Phát bóng. Có người đọc điểm của ban tổ chức trên sân Quách Thảo nhé. Điểm cho Kinh Tế 13-10. Hoàn thành à, quyết định của trọng tài là bóng ngoài sân. Điểm bóng cho Kinh Công 3-2. Chào 400 anh chị em đang xem. Vẫn là Lã Hải Nam phát bóng. Chuyển bóng một tay rất tốt, đó là Tuấn Anh phối hợp với Mạnh Duy. Mạnh Duy phụ công số 27 bên Giao thông thi đấu cực kỳ hiệu quả các bạn nhé. Mạnh Duy chắn bóng cũng hiệu quả mà tấn công cũng hiệu quả. Điểm bóng lúc này là 3-3. Đội hình trên sân của Kinh Công đó là số 9 chủ công Lã Hải Nam, số 11 Văn Long, số 2 là Truyền 2 Văn Dương, số 3 là Phùng Đoàn, số 6 Hoàng Văn Mạnh.
Libero là Mã Trung Đức. Vâng, một libero có thể hình tương đối nặng các bạn ạ. Phát bóng lúc này là Phan Thanh Hà. Chuyền một của libero Mã Trung Đức tốt rồi. Hoàng Văn Mạnh, Hoàng Văn Mạnh vào bóng rất bị ngửa. Điểm cho Kinh Doanh Công Nghệ 4-3 thì cuối cùng. Mạnh vào hơi sớm các bạn ạ. Phát bóng cho Kinh Công lúc này là Phụ Công Phùng Đoàn đến từ Tam Phúc Vĩnh Phúc. Chủ công bên kia là 15 Đức Việt. Bóng ngoài một chút xíu các bạn ạ. Điểm cho Kinh Doanh Công Nghệ đó là pha giật cẳng tay rất nhanh của Đức Việt nhưng rất tiếc bóng ra ngoài một chút xíu thôi. 5-3 cho Kinh Công rồi. Kinh Công thắng xem này thì trận chung kết sẽ bước vào hiệp quyết thắng các bạn nhé. Rồi vẫn còn rất khéo léo và nỗ lực phòng thủ cứu bóng của các cầu thủ. Giao thông không thành công đó là Đức Việt và Mạnh Duy. Điểm bóng lúc này là 6-3. Cảnh Việt đã là 3 điểm rồi. Phát bóng vẫn là Phụ Công Phùng Đoàn. Các cầu thủ giao thông xin hồi ý 30 giây lần thứ nhất của hiệp đấu thứ hai trận chung kết này. Hoàng Văn Mạnh chủ công số 6 của Kinh Công vào đà muộn hơn một chút và tấn công gắt lực một chút nữa sẽ cực kỳ hiệu quả. Tầm của Hoàng Văn Mạnh rất cao nhé. Tại sao mình nói với Hoàng Văn Mạnh như vậy thì mình đã biết cháu. Mình chơi cùng đội với cháu cách đây khoảng 6-7 năm rồi. Lúc cháu còn mới tập chơi. Trận đấu bóng hỏng điểm cho Kinh Tế 17-11. Kỹ thuật vẫn chưa được ổn định, tâm lý cũng chưa được ổn định các bạn ạ. Xin mời anh chị em tiếp tục trở lại với trận đấu. Kinh Doanh Công Nghệ vẫn là Phùng Đoàn. Đức Việt. Ngoài sân điểm bắt bóng vẫn dễ các bạn. 12 điểm cho Giao thông Vận tải 4-6. Bắt bóng là sở trường rồi nhưng sáng nay bạn kia bạn phi cả người vào không bắt nổi. Điểm bóng 4-6 cho Giao thông, cách biệt chỉ còn là 2 điểm thôi. Kinh Công cố lên. Tới rồi. Các bạn thấy không? Hoàng Văn Mạnh chuyên vào sớm. Điểm bóng 5-6 cho Giao thông. Đập bóng ra ngoài đổi điểm cho Giao thông Vận tải 5-6. Đội trưởng Văn 19. Mình ngoài 40 một chút anh chị em nhé. Không muốn nói tuổi thật đâu tại vì đang có đó là Văn Long, chàng trai đến từ Hưng Yên đã thành công. Điểm cho Kinh Doanh Công Nghệ 7-5. 7-5 cho Kinh Công rồi. Kinh Công cố lên. Mình sẽ cổ vũ cho Kinh Công trong hiệp đấu thứ hai này để hai đội bước vào hiệp đấu thứ ba. Phát bóng rất khéo. Đức Việt rất cao tầm các bạn ạ. Và tấn công từ biên 4 về y của Đức Việt rất cao tầm. Phải nói là hàng chắn của Kinh Công không thể sờ được vào. 6-7 cho Giao Thông. Kinh Công cần có phương án khắc chế độ chung của Giao Thông. Trung Hiếu. Rồi đến ai đây, Trung Hiếu hay Hoàng Văn Mạnh? Vẫn là Trung Hiếu. Vẫn còn. Rất đáng tiếc. Các cầu thủ Kinh Công đã phạm lỗi chạm lưới. Điểm bóng 7 đều. Thế trận trên sân thì các cầu thủ Giao Thông đang rất sung các bạn nhé. Lúc này các cầu thủ Kinh Công phải làm giảm nhịp độ trận đấu mới được. Đúng rồi, lần này thì Hoàng Văn Mạnh đã bóng tốt và bóng đúng đà hơn. Đổi điểm cho Kinh Doanh Công Nghệ 8-7 cho Kinh Công. Phát bóng lúc này là Hoàng Văn Mạnh đến từ An Phú, Lục Yên, Yên Bái các bạn nhé. Đức Việt. Rồi phản công đã đến. Biên 4, La Hải Nam nhanh tay đi. Không rồi, không được rồi.
Đường chuyền vừa rồi hơi thấp các bạn ạ, phải gần lá Hải Nam nhanh tay. Đập bóng không qua lưới, đổi điểm bóng cho Giao Thông. 8 đều cho Giao Thông. 8 đều. Chuyển một tốt rồi. Và có bóng lỏng tay của Trung Hiếu chưa thành công. Cơ hội vẫn đến làm lại. Lã Hải Nam hay là Trung Hiếu? Trung Hiếu chăng? Đúng vậy. Tốt rồi, phòng thủ rất kiên cường của các cầu thủ Giao Thông. Chính xác, bóng la lăn người các cầu thủ Giao Thông. Điểm bóng cho kinh công 9-8. Điểm công nghệ 9-8. Chào 470 anh chị em đang xem. Lên 500 mắt đi mọi người ơi. Phát bóng lúc này là chuyền hai Văn Dương, chàng trai đến từ thị trấn Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hóa, rất uy lực. Nhưng bóng lại ra ngoài một chút xíu mất rồi. Điểm bóng 9 đều cho Giao Thông. Đổi điểm cho Giao Thông Vận Tải 9 đều. Chuyền hai Tuấn Anh của Giao Thông phát bóng. Đến rồi, Lã Hải Nam với Phùng Đoàn, chắc Phùng Đoàn rồi, chính xác là như vậy. Phùng Đoàn thi đấu hiệu quả và rất được sự tin tưởng của chuyền hai Văn Dương các bạn nhé. Điểm bóng lúc này là 19, lợi điểm đang thuộc về các cầu thủ kinh công. Chủ công Trung Hiếu phát bóng. Phan Thanh Hà vẫn còn. Trọng tài đã bắt lỗi dính bóng của kinh công. Điểm bóng cho Giao Thông 10 đều. Điểm cho Giao Thông Vận Tải 10 đều. Tiến lề giải sinh viên nhưng chất lượng anh sinh viên, những các bạn chơi hay, có gắn bó nhé, có tinh thần đồng đội, có gắn bó trong đó. Chuyển bộ tốt rồi, nhanh tay lên. Và có bóng kỹ thuật của Văn Long không thành công. 11-10, lần đầu tiên trong hiệp đấu thứ hai các cầu thủ Giao Thông đã vượt lên dẫn trước các cầu thủ kinh công với lợi thế là 1 điểm. Điểm cho Giao Thông Vận Tải 12-10. Phạm Ngọc Dương số 6 là Mạnh Lục Yên. Đúng rồi em ơi, số 6 là Mạnh Lục Yên. Các cầu thủ kinh công đã phải xin hội ý 30 giây lần thứ nhất của hiệp đấu thứ hai này. Đến thời điểm này thì cả hai đội, mỗi đội đã hội ý một lần rồi. Tiếp tục trở lại sân thi đấu tiếp hiệp đấu thứ hai trận chung kết giải bóng chuyền sinh viên Hà Nội năm 2020. Đây là hiệp đấu thứ hai nhé, hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ Đại học Giao Thông trong trang phục áo xanh tím bên kia lưới đã thắng các cầu thủ kinh công. Nhanh tay, phòng thủ rất kiên cường của Giao Thông. Buổi sáng ngày hôm nay thì các cầu thủ Thăng Long phòng thủ rất tốt các bạn ạ. Hỗ trợ phòng thủ tốt của Văn Dương. Phùng Đoàn xử lý. Vẫn còn. Đúng như vậy. Thi đấu rất kiên cường. Thực sự là có sự gắn kết các bạn nhé. Chuyền môn không được tốt như chuyền, nhưng mà đường bóng của cả hai đội có sự gắn kết. Gắn kết như thế thì trận đấu sẽ rất hay. Lần này Minh Đức đã bỏ bóng ra ngoài. Đã bỏ bóng ra ngoài, điểm bóng 11-12 cho kinh công. Đổi điểm cho kinh doanh công nghệ. Anh Kiệt lại được rút ngắn xuống còn 1 điểm. Hoàng Minh Tuấn số 12 có phải Việt Khỉ quê Thái Lọ không? Đó là Đức Việt quê Thái Bình em nhớ, còn không biết có phải là người em nói không, anh không biết. 12 đều, bóng đã ra ngoài. Đập bóng ra ngoài, đổi điểm cho kinh doanh công nghệ. Một lần hiếm hoi Mạnh Duy đã đánh bóng ra ngoài. 12 đều rồi. Trận đấu trở lên hấp dẫn rồi các bạn ạ. Chào 541 anh chị em đang xem. Phát bóng lúc này là chủ công Lã Hải Nam. Rất bay. Phan Thanh Hà, phòng thủ rất tốt của Mã Trung Đức. Đó là một pha mở chắn thành công của Văn Long. 13-12. 13-12. 3 điểm liên tiếp của các cầu thủ kinh công. Từ 10-12 bây giờ lên 13-12 rồi. Rất đáng khen cho libero Mã Trung Đức của kinh công. Biên 4 của Minh Đức.
Điểm bóng cho giao thông 13 đều. Vận tải 13 đều. Biên 4 của Kinh Công lúc này là Hoàng Văn Mạnh, biên 2 là Văn Long. Đội bóng tốt, số 3. Đội điểm vừa rồi là cầu cực kỳ mạnh của 13. Bây giờ Phùng Đoàn đã xuống phát bóng, chuyển hai Văn Dương lên hàng trên. Văn Mạnh sẽ chắn chốt trong. Chính xác là như vậy, Văn Mạnh phải đứng đuổi chắn chốt trong. Bù đi. Không được rồi, chậm mất rồi. Điểm bóng cho giao thông 14 đều. Điểm cho giao thông vận tải 14 đều. Bây giờ đang là hiệp đấu thứ hai bạn nhé. Hiệp đấu đầu tiên thì giao thông đã thắng và đây là hiệp đấu thứ hai. Điểm số đang là 14 đều. Mình mãi bình luận trên sân, anh chị em nào comment mà mình chưa trả lời kịp thì bạn nào đang xem biết thì comment trả lời giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn 570 anh chị em đang xem. Văn Long phá chắn thành công, bóng đã chạm chắn ra ngoài. Điểm 15-14 cho Kinh Công. 15-14. Phát bóng lúc này là chủ công tay trái Văn Long. Chủ công đi chân đất đến từ Hưng Yên. Đập bóng tốt. Phát bóng tấn công. Đường tay chính. Đức Việt. Rồi phản công đã đến rất nhanh. Hoàng Văn Mạnh vào từ từ không phải. Rất đáng tiếc, nỗ lực cứu bóng chưa thành công. 16-14 cho Kinh Công. 16-14. Vẫn là Văn Long phát bóng và phát bóng tấn công rất dẻo, không khó lắm nhưng rất xoáy. Trùng sau. Rồi phản công đã đến, Hoàng Văn Mạnh vào từ từ thôi, tới tâm. Trời ơi, vào sớm mất rồi. 17-14 rồi. Cách biệt đã là 3 điểm. Điểm cho Kim Giang Công 17-14. Vẫn là Văn Long phát bóng. Mình hy vọng xem này Kinh Công sẽ thắng các bạn nhé, để trận chung kết bước vào trận đấu thứ 3. Vì hai trận bán kết sáng nay đều thi đấu với 3 hiệp, cực kỳ hay hai trận bán kết sáng ngày hôm nay luôn. Và bây giờ mình muốn trận chung kết cũng phải hay như thế trở lên. Điểm số lúc này đang là 17-14, cách biệt là 3 điểm, lợi điểm đang thuộc về các chàng sinh viên Kinh Công. Đó là Văn Dương, đó là Văn Long, đó là Lã Hải Nam, đó là Phùng Đoàn, đó là Hoàng Văn Mạnh, đó là Trung Hiếu, đó là Mã Trung Đức. Và 6 cầu thủ và 1 libero. Bên kia sân, chủ công là Đức Việt, Minh Đức, Phan Thanh Hà, Thanh Tú. Phụ công là Mạnh Duy, chuyền hai là Tuấn Anh. Phát bóng tấn công rất dẻo. Rất đáng tiếc lần này thì Văn Long lại phát bóng chưa qua lưới. 15-17. Cố lên Trung Hiếu. Rồi phản công đã đến. Rất tốt, pha tấn công từ biên 4 của chủ công vào thay người chiến thuật đã thành công. 16-17, cách biệt được rút ngắn xuống còn 1 điểm thôi. Chào Nguyễn Văn Tuấn, chào 572 anh chị em đang xem. Ok, cho em gửi tới chuyền hai Văn Dương bình tĩnh. Ok em. Và ném bóng chưa thành công. Thanh Tú. Cơ hội lại đến, cơ hội làm lại. Biên 4. Văn Mạnh cao tầm vào. Đúng như vậy. Đó là Hoàng Văn Mạnh rất cao tầm về y. 18-16. Trong nhà thi đấu Yên Bái, nhiều lúc mình bình luận mình còn cổ vũ cho Mạnh những quả chốt.
Mạnh rất cần sự động viên các bạn ạ. Mạnh thi đấu luôn luôn chịu áp lực một chút, phải cần những lời động viên hết lực, phun lực. Điểm bóng lúc này là 18-16. Đức Việt chắn bóng thành công, hàng rào chắn đôi giữa Lã Hải Nam và Trung Hiếu đã chắn bóng thành công. Đức Việt 19-16. Chào 600 anh chị em đang xem nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ like video nhá, chia sẻ video vào kênh bóng truyền HD của mình nữa nhá, ủng hộ mình nhá, lấy động lực thôi. Và chắn thành công của Thanh Tú, chàng trai cũng đến từ Thái Bình. Điểm cho giao thông vận tải 17-19. Trên sân mỗi đội có một chủ công đi chân đất đều tay trái nhá. Bên kinh công đó là Văn Long đến từ Hưng Yên, còn bên giao thông đó là Thanh Tú đến từ Thái Bình. Đều hai tay trái đều đi chân đất. Rồi đã đến rồi, Phan Thanh Hà biên 4. Không phải, đó là Thanh Tú biên 2. Rất gắt. 18-19, cách biệt được rút ngắn xuống còn 1 điểm. Điểm cho giao thông vận tải 18-19. Trận đấu đến hồi căng thẳng và gay cấn rồi các bạn nhé. Phát bóng lúc này là chủ công Đức Việt. Biên 4 của kinh công đang là Lã Hải Nam, không phải biên 2, Trung Hiếu. Rất tốt. Đập bóng tốt. Điểm cho kinh dẫn công nghệ 20-18. Trung Hiếu có phong cách thi đấu của các cầu thủ đội mạnh các bạn nhé. Không gắt lực, nhưng cái cổ tay của Trung Hiếu rất tốt. 20-18 rồi, phát bóng là truyền 2 Văn Dương. Rất hồi hộp, rất căng thẳng các bạn ạ. Lại là Thanh Tú. Bóng ngoài sân. Bóng ngoài sân, chính xác là ngoài sân. Đập bóng ngoài sân. Điểm cho bóng danh công 21-18. Vừa rồi là một pha né bóng rất nhanh của Hoàng Văn Mạnh các bạn ạ. Chính xác thì bóng ra ngoài sân. 21-18, phát bóng vẫn là Văn Dương. Rất nguy hiểm. Rất đáng tiếc, bóng ra ngoài sân. Nhưng mà libero của giao thông biết là bóng ngoài sân. Điểm cho kinh doanh công nghệ. Anh đã cố tình bắt lại để đỡ phải đi nhận bóng, nhưng trọng tài vẫn quyết cho điểm kinh công. Phát bóng chắc bóng rồi. 22-18. Libero của giao thông giải thích là em bắt bóng lại đỡ phải đi nhặt, nhưng mà trọng tài không nghe các bạn ạ. Cách biệt vẫn là 4 điểm. Thanh Tú vẫn còn. Lần này đã cùng đoàn và Lã Hải Nam tiếp tục phối hợp chắn bóng thành công. 23-18, cách biệt đã là 5 điểm. Điểm cho kinh doanh công nghệ 23-18. 23-18 coi như là thời điểm vàng của trận đấu đã qua, không thể có cơ hội bật lại được đâu các bạn ơi. Phan Thanh Hà, rồi phản công đã đến. Đeo bóng khéo, được rồi, an toàn, thế là ok rồi. Biên 2 kiên cường của Thanh Tú. 19-23. Xét này mình sẽ cổ vũ cho kinh công nhá, xét quyết thắng thì mình sẽ cổ vũ cho cả hai đội. Long Jin, đây là trận bán kết à chú ơi, đây là chung kết rồi cháu ơi, chung kết rồi nhá. Ai sẽ là nhà vô địch của bóng chuyền sinh viên Hà Nội năm 2020? Ít phút nữa thì mọi người sẽ được biết. Phát bóng là truyền 2 Tuấn Anh. Và bỏ bóng thành công của Phung Đoan. Điểm set boy rồi. 24-19. 5 điểm set boy cho các cầu thủ Kinh Không. Phát bóng lúc này là chủ công Trung Hiếu đến từ Mộc Châu. Phan Thanh Hà một chắn. 20-24. Điểm cho giao thông vận tải 20-24. Phan Anh bình luận thể thao loại rồi à anh. Thể thao đánh ở khối khác nhá, thể thao đã vô địch rồi. Thể thao đánh bên chuyên, còn đây là bên không chuyên. Điểm bóng lúc này đang là 20-24. Lợi thế 4 điểm set boy đang thuộc về các cầu thủ Kinh Công. Biên 2 rất nhanh của Văn Long. Vẫn còn, nỗ lực vào sân thôi. An toàn, ok rồi. Chắc chắn là ai đây? Biên 4. Phòng thủ rất tốt của Mã Trung Đức.
Biên 2 của Minh Đức rồi, không phải, vẫn là biên 4. Chưa qua lưới. 25-20 kết thúc hiệp đấu thứ hai. Các cầu thủ Đại học Minh Công đã thắng lại Đại học Giao thông Vận tải. Hai đội tạm hòa 1-1. Chuẩn bị bước vào hiệp đấu thứ ba. Hiệp đấu sinh tử, hiệp đấu quyết thắng, 15 điểm để quyết định ai sẽ là nhà vô địch của bóng chuyền sinh viên Hà Nội năm 2020. Xin mời anh chị em trở lại với hiệp thi đấu thứ ba, hiệp quyết thắng trận chung kết giải bóng chuyền sinh viên Hà Nội năm 2020 giữa hai đội Đại học Kinh doanh Công nghệ trong trang phục áo vàng gặp Đại học Giao thông Vận tải trong trang phục áo xanh đen. Hai đội sẽ thi đấu với thể thức 3 tháng 2. Qua hai hiệp thì hai đội tạm hòa 1-1 và bây giờ là hiệp quyết thắng thứ ba. Hiệp quyết thắng này 15 điểm các bạn nhé. 8 điểm thì sẽ đổi sân. Ai sẽ là tân vương của bóng chuyền sinh viên Hà Nội 2020? Sau 15 điểm bóng nữa thì các bạn sẽ biết. Mình xin giới thiệu đội hình ra sân của đội Kinh Công. Số 8 là chủ công Trung Hiếu đến từ Mộc Châu. Chuyền 2 mặc áo số 2 là Văn Dương đến từ thị trấn Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hóa. Chủ công số 6 là Hoàng Văn Mạnh đến từ An Phú, Lục Yên, Yên Bái. Hàng trên thì có phụ công số 3 thi đấu rất hiệu quả, đó là Phùng Đoàn đến từ Tam Phúc, Vĩnh Phúc. Và chủ công số 9 là Hải Nam. Chủ công số 11 Văn Long đến từ Hưng Yên. Trận đấu bắt đầu. Đó là Văn Long. Vừa rồi Văn Long bật rất cao các bạn ạ. Văn Long bật được đứng từ biên 2, ghi điểm đầu tiên cho Kinh Công 1-0. Còn đội hình bên Đại học Giao thông đang đứng ở biên 4 là chủ công Phan Thanh Hà. Đối với Phan Thanh Hà đó là chủ công Đức Việt đến từ Thái Bình. Còn Phan Thanh Hà đến từ thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa. Đức Việt thì đến từ Kiến Sương, Thái Bình các bạn nhé. Phan Thanh Hà. Quyết định của trọng tài, pha bóng rất nhanh. Quyết định của trọng tài là bóng ngoài sân. Đập bóng 2-0 cho Kinh Công. Chuyền 2 của Giao thông đó là Tuấn Anh mặc áo số 10. Chủ công số 9 chân đất thi đấu rất hiệu quả, đó là Thanh Tú đến từ Thái Bình. Vẫn là Phan Thanh Hà. Lần này là một chắn, một pha tấn công chéo thân rất cắt lực. Điểm bóng 1-2 cho Giao thông Vận tải. Mặc áo số 15 là chủ công Minh Đức của Giao thông Vận tải. Điểm bóng lúc này là 1-2 các bạn nhé. Chuyển một tốt rồi, ai đây? Đó là Phùng Đoàn, chưa thành công, cơ hội phản công đã đến. Phan Thanh Hà. Cầu thủ sáu lùi rất tốt của Mã Trung Đức. Văn Mạnh. Bóng ngoài sân mất rồi. Chính xác là bóng ngoài sân. Bóng ngoài sân. Điểm bóng 3-1 cho Kinh Công. 3-1. Phát bóng lúc này là Phùng Đoàn. Chào hơn 600 anh chị em đang xem. Và phối hợp chưa ăn ý. 4 chuyền rồi. Điểm bóng 4-1 cho Kinh Công. Điểm cho Kinh doanh Công nghệ. Chia sẻ với hơn 600 anh chị em đang xem nhé, là sáng nay mình có hỏng cái máy. Thì qua đây thì mình cũng gửi lời đến em Phương Thúy nhá. Em Phương Thúy chuyên cung cấp máy cho mình. Một địa chỉ cực kỳ tin cậy, Facebook Phương Thúy. Còn YouTube là An Đi Cam Vlog nhá. Em đã nhắn tin và đã hỗ trợ sửa chữa cho mình. Cảm ơn Handicam Vlog Phương Thúy, một địa chỉ cực kỳ đáng tin cậy. Điểm bóng thứ hai cho Giao thông 2-4. Điểm cho Giao thông Vận tải. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua máy quay để về làm vlog hay làm YouTube nhá thì đến gặp Facebook Phương Thúy. YouTube là Handicam Vlog, em sẽ tư vấn những chiếc máy đáng giá đồng tiền bát gạo. Xin cảm ơn hơn 600 anh chị em. Trận đấu tiếp tục trở lại. Văn Long bật rất cao tầm ngoài rồi. Chính xác là như vậy. Điểm bóng 5-2 cho Kinh Công. Anh Việt đã là 3 điểm. Kinh doanh công nghệ 5-2. Liên sân ở đâu vậy? AD. Sân đây là sân của Đại học Hà Nội các bạn nhé. Ở giữa Văn Quán và Thanh Xuân. Phạt bóng lúc này là Văn Long.
Không có những đường phát bóng tấn công nữa rồi. Rất khó cho pha bóng vừa rồi các bạn ạ. Đây là thi đấu ngoài chơi. Vừa rồi là một pha tấn công điểm cho giao thông vận tải. Chắn. 3-5. Điểm 3-5 cho giao thông. Libero Mã Trung Đức đã trở lại sân thay cho Phùng Đoàn. Cách biệt chỉ là 2 điểm thôi. Tới rồi, Trung Hiếu. Bóng đã chạm chắn ra ngoài. Điểm bóng là 6-3. Chặn bóng ra ngoài. Điểm cho kinh doanh công nghệ 6-3. Cách biệt là 3 điểm. Hiệp đấu thứ hai thì các cầu thủ Kinh Công cũng đã dẫn giao thông với tỷ số 6-3 các bạn nhé. Thiện, ba set thua anh. Đúng rồi, thi đấu với thể thức 3 tháng 2 em ơi. Quả bóng rất khéo của Đức Việt. Điểm cho giao thông vận tải 4-6. Đức Việt có phong cách của Quang Khơi. Like một chút của đoàn Đức đội các bạn nhé. Rất nhanh nhẹn. Trung Hiếu và bổ bóng về dọc biên, rất uy lực của Trung Hiếu. Phải nói rằng libero của giao thông đã phản xạ rất nhanh các bạn ạ. Vừa rồi mình quan sát thấy libero của giao thông cũng bò tay che mặt kịp thời. Không ngờ là Trung Hiếu một đường chuyền bóng xa lưới lại có thể tấn công về y gắt lực đến như vậy. Điểm bóng lúc này là 7-4. Phát bóng là chuyền hai Văn Dương. Gần những đường phát bóng chắc. Êm rồi. Đức Việt cố lên. Lần này thì Trung Hiếu Trung Đoàn đã khống chế thành công Đức Việt. 8-4 và hai đội đổi sân. Cách biệt đã là 4 điểm, lợi điểm đang thuộc về các cầu thủ Đại học Kinh doanh Công nghệ. Còn có cái gọi chiều mến là Kinh Công các bạn nhá, Kinh Công. Nếu trong một giải đấu của các đội chuyên nghiệp tỷ số 8-4 thì đã cực kỳ là chắc chắn các bạn nhé. Nhưng trong những cái giải đấu bóng chuyền phong trào 8-4 chưa có thể là gì. Một đội vẫn có thể lên 6-7 điểm liền một lúc là chuyện bình thường. Trận đấu tiếp tục trở lại. Trận vòng bảng thì hai đội đã gặp nhau rồi nhé. Và Kinh Công đã thua giao thông ở hiệp quyết thắng. Của chủ công đổi điểm giao thông 5-8 cho giao thông vận tải 5-8. Phát bóng lúc này là phụ công Mạnh Duy, cầu thủ thi đấu cực kỳ ổn định và hiệu quả. Đây là giải sinh viên em nhé, chỉ có ở trường thôi, không có ngoại binh. Phòng thủ rất nỗ lực của Thanh Tú, rất đáng khen. Đức Việt, Lã Hải Nam. Bóng ngoài sân mất rồi. Điểm bóng lúc này là 6-8. Điểm cho giao thông vận tải 6-8. Hai điểm liên tiếp các bạn nhé. Đổi sân thì các cầu thủ giao thông đã ghi hai điểm liên tiếp. 8-4 bây giờ là 6-8. Trọng tài đã bắt lỗi Kinh Công. Điểm bóng lúc này là 7-8. Từ khoảng cách 4 điểm bây giờ được rút ngắn xuống còn 1 điểm. Ngay lập tức huấn luyện viên của Kinh Công đã phải xin hội ý 30 giây. Lần đầu tiên của hiệp quyết thắng 15 điểm này. Chào 683 anh chị em đang xem. 685 rồi, bổ quả xẻ đi nhờ. Lên 700 đi. Kênh YouTube của mình là Bóng Chuyền HD mọi người nhá. Mọi người ghé qua xem video thấy hay thì đăng ký kênh và like. Mình sẽ đi quay rất nhiều giải tổng hợp từ sinh viên cho đến bóng chuyền độ, bóng chuyền phủi, bóng chuyền chuyên nghiệp, bóng chuyền hơi, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng chuyền hội làng. Xin mời anh chị em tiếp tục trở lại với hiệp quyết thắng 7-8. Lợi điểm vẫn đang thuộc về các cầu thủ Kinh Công, nhưng chỉ là một điểm thôi. Đó là Phùng Đoàn, vẫn còn rất nỗ lực của Phan Thanh Hà. Rất đáng tiếc. Trong một tình huống sang bóng tương đối đơn giản thì Thanh Tú và Đức Việt đã không hiểu như nhau. 7. Hai cầu thủ đồng hương của Thái Bình. Điểm bóng đã được ghi cho Kinh Công 9-7. Các bạn nữ cổ động viên của Kinh Công đang cổ vũ rất nhiệt tình. Biên 4 tốt rồi. Đó là Thanh Tú. Rất gắt lực, chàng trai đến từ Thái Bình. Điểm cho giao thông vận 8-9 cho giao thông. 8-9. Phát bóng lúc
chủ công Đức Việt. Cầu thủ có 70% giống Quang Khơi và 30% còn lại giống Đoàn Đức Đội nhé. Cách biệt chỉ là một điểm thôi. Rất khéo của Phùng Đoàn. Điểm cho Kinh Doanh Công Nghệ 18 cho Kinh Công. Và tấn công vừa rồi của Phùng Đoàn lại làm mình nhớ đến Khắc Hưng nhé. Khắc Hưng chính là cầu thủ đã nghỉ ở hiệp đấu thứ hai. Vào thay Khắc Hưng là chủ công Lã Hải Nam số 9. Khắc Hưng là cầu thủ số 42, đã ghi rất nhiều điểm trong những tình huống giống như Phùng Đoàn vừa rồi. Bây giờ phát bóng là Lã Hải Nam. Ai đây? Thành Tú. Rồi đã đến, mạnh tay vào Hoàng Văn Mạnh. Không được rồi. Biên 4 của Phan Thanh Hà. Rất uy lực. Đó là chủ công đến từ thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa. Điểm cho Giao thông Vận tải 9-10. Trong giải Ngọc Trào vừa rồi thì đồng đội của Phan Thanh Hà đó là Quý Nhóc, Quý MC các bạn nhé. Phát bóng lúc này Anh số 10, điểm bóng đang là 9-10, cách biệt chỉ có là một điểm thôi. Đây là hiệp quyết thắng 15 điểm. Rất uy lực, vẫn còn hỗ trợ, tấn công rất tốt. Cơ hội đã đến, Phan Thanh Hà cố lên. Không được rồi. Libero rất tốt. Cầu thủ rất nỗ lực, bình tĩnh. Tốt rồi, sang sâu. Đúng rồi. Văn Mạnh vào từ từ thôi, không phải. Vẫn còn, rất nỗ lực, rất gắn kết. Đó là sự gắn kết trong bóng chuyền các bạn nhé. Chéo sân. Quyết định của trọng tài là dính bóng. Chính xác các bạn ạ. Pha bóng vừa rồi bắt dính bóng là tương đối chính xác. Điểm Giao thông Vận tải 10 đều. Pha ném bóng của chủ công Văn Long từ biên hai có dính bóng các bạn nhé. Điểm bóng lúc này là 10 đều. Chào hơn 700 anh chị em đang xem. Phát bóng lúc này vẫn là chuyền hai Tuấn Anh. Chào 737 anh chị em đang xem. Phùng Đoàn 3 lần liên tiếp chưa ghi được điểm. Rất tốt. Đó là Phan Thanh Hà, chủ công đến từ thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa. Sau pha đứng không xem bóng, không quan tâm đến bóng của các cầu thủ Kinh Công, Phan Thanh Hà một mình bật lên tấn công. Đây là sự hội ý giữa trọng tài 2 và trọng tài 1 trong tình huống bóng vừa rồi. Chúng ta hãy chờ xem quyết định của trọng tài. Quyết định của trọng tài là đánh lại. Ok, có thể là sự không hiểu ý giữa hai trọng tài. Trọng tài 2 vẫn có quyền nhất định của mình các bạn nhé. Khi coi của trọng tài 2 dừng thì tất nhiên trận đấu sẽ phải dừng. Và trọng tài 1 hai trọng tài xác định không tập trung hướng bóng đấy đánh lại. Và quyết định là bóng đánh lại 10 đều, hợp lý các bạn nhé. Các bạn like cho mình một cái để cổ vũ cho các bạn nhé. 10 đều, hợp lý. Vẫn là Tuấn Anh phát bóng. Chào 771 anh chị em đang xem. Rất đáng tiếc, bóng lại phát ra ngoài. 11-10 cho Kinh Công. Chào 770 anh chị em đang xem. Lên 800 đi mọi người ơi. Điểm số đang là 11-10. Hiệp quyết thắng 15 điểm. Biên hai rất tốt, Thanh Tú. Bóng đã bạt chắn ra ngoài, 11 đều. Điểm cho Giao thông Vận tải. Trận đấu đã đến hồi gây cấn căng thẳng rồi các bạn ạ. Kịch tính đã được đẩy lên rồi, 11 đều tứ quý 1 ở hiệp quyết thắng. Trong hai trận bán kết thì hiệp quyết thắng đều có tỷ số 11 đều nhé. Và bây giờ trận chung kết cũng là tỷ số 11 đều ở hiệp quyết thắng. Hoàng Văn Mạnh, Văn Long chéo sân đi. Vừa rồi là các cầu thủ Giao thông đã bắt bài, rất tiếc bóng đã lọt chắn. 12-11, pha bóng vừa rồi tương đối nhanh các bạn ạ, chỉ có trọng tài chính mới phát hiện được ra. Bóng đã lọt gầm, 12-11 cho Kinh Công. Hàng công lúc này của Giao thông là 3 mũi nha, biên 2 là Phan Thanh Hà, biên 4 là Minh Đức và phụ công Mạnh Duy. Mạnh Duy trung sau, rất tiếc bóng đã không ăn tay. 13-11 rồi, 13-11 rồi. Rất nhiều phương án lựa chọn cho chuyền hai Tuấn Anh, nhưng mà Tuấn Anh đã chọn một phương án bất ngờ, có phần tương đối khắc khổ, đó là chuyền trung sau cho Mạnh Duy. Biên hai Phan Thanh Hà cũng đang rất khỏe và biên 4 Minh Đức cũng đang rất khỏe. Ngay lập tức huấn luyện viên của Giao thông đã phải xin hội ý 30 giây. Lần thứ hai của hiệp đấu quyết thắng thứ ba này. 820 anh chị em rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Cảm ơn mọi người vì là mình like có người xem các bạn nhé. Chứ kênh YouTube của mình với Facebook là đi quay like cho mọi người, không có một chút thương mại nào trong đó cả. Mình theo dõi nhiều kênh nhưng kênh của bạn mình thấy rất hay. Cảm ơn bạn nhé. Những lời động viên của bạn là mình thấy ấm lòng rồi, Chu Văn Bộ. 30 giây hội ý của giao thông đã hết. Hai đội tiếp tục trở lại thi đấu. Điểm số lúc này đang là 13-11, cách biệt là 2 điểm. Lợi điểm đang thuộc về các cầu thủ kinh công. Biên 4 của Minh Đức, đó là Minh Đức. Vâng, 12-13. Hồng giao thông vận tải 12-13. Cầu vừa rồi rất khỏe nhá, Phan Thanh Hà ở biên 2, Minh Đức ở biên 4, Mạnh Duy ở giữa. Bây giờ thiệt thòi đang thuộc về các cầu thủ giao thông. Đó là Trung Hiếu, bóng đã bung chắn ra ngoài, chính xác là như vậy. Set point rồi, 14-12 cho Kinh Công. Điểm bóng 14-12. Chúc anh luôn sức khỏe, cảm ơn Nguyễn Quang Long. Set point rồi các bạn nhé, 14-12, 2 điểm set point cho các cầu thủ Kinh Công. Phát bóng lúc này là chủ công Hoàng Văn Mạnh đến từ An Phú, Lục Yên, Yên Bái. Hàng công là Lã Hải Nam, Trung Hiếu và truyền 2 Văn Dương. Còn bên giao thông hàng công đó là Mạnh Duy, Đức Việt số 12 và Minh Đức biên 2. Đức Việt hơi thấp rồi. Quyết định của trọng tài, bóng chạm tay chắn, không phải. Quyết định của trọng tài là hàng chắn của Kinh Công đã chạm lưới. Điểm bóng 13-14. Trọng tài đã bắt bóng chạm lưới hàng chắn của Kinh Công. Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng, và quyết định của trọng tài là luôn chính xác các bạn nhé. Mình thi đấu phải tôn trọng trọng tài. Điểm bóng lúc này là 13-14. Set boy lợi thế vẫn đang thuộc về các cầu thủ Kinh Công. Giao thông vận tải thay người số 10 ra sân, số 19 vào sân. Quyền quyết định số phận. Số 15 ra sân. Vẫn số đang nằm trong tay các cầu thủ Kinh Công nhá. Kinh Công có lợi thế đỡ bóng trong tình huống này, có lợi thế tổ chức tấn công. Nói chung là quyền bóp cò vẫn thuộc về các cầu thủ Kinh Công, có làm gì được không? Bản lĩnh của Kinh Công có được thể hiện không? Thể hiện thì sẽ xứng đáng nhà vô địch. Trung Hiếu, bóng ngoài sân mất rồi, không chạm tay, 14-0. Đó là một pha cắt bóng từ biên 2 rất cao tầm của chủ công Trung Hiếu. Bóng ra ngoài một chút xíu thôi, rất đáng tiếc. 14-0. Kinh Công ngay lập tức xin hội ý lần thứ nhất của hiệp đấu thứ 3 này. Rất căng thẳng các bạn ạ, không những cầu thủ trên sân, huấn luyện viên trên sân và cổ động viên của hai đội cũng đang rất hồi hộp. Mình là bình luận viên giữa trung lập cũng rất hồi hộp. Trận đấu hôm nay quá hay. Hai trận bán kết đã hay rồi, trận chung kết này còn hay hơn. Hai trận bán kết cũng đều thi đấu hiệp quyết thắng thứ ba. Mời hai đội trở lại sân tiếp tục thi đấu. Trận chung kết này là pha bẻ boy đầu tiên. 14-12 bây giờ đã là 14-0. Lợi thế bây giờ đang rất cân bằng. Trận đấu tiếp tục. Ai đây? Lã Hải Nam chăng? Không phải. Vẫn là Trung Hiếu. Chắn bóng thành công của Mạnh Duy. Đó là Mạnh Duy, 15-14. Như mình đã nói rất nhiều lần, Mạnh Duy thể hình không được cao lớn, lại đi ở vị trí phụ công. Nhưng anh thi đấu cực kỳ hiệu quả, những đường tấn công nhanh và những pha chắn bóng rất gian của Mạnh Duy. 15-14 rồi các bạn nhé. Khi đổi sân thì là Kinh Công đã dẫn giao thông 8-4. Và bây giờ những phút cuối là 15-14. Như mình đã nói, nếu mà chuyên nghiệp thì tương đối chắc chắn, nhưng giải đấu phong trào thì không thể nói trước được điều gì. Cơ hội đã đến. Ai đây? Đức Việt. Không được rồi. Vẫn là Trung Hiếu, sửa sai không? Không được, Trung Hiếu có vẻ cóng tay rồi. Đó là Văn Dương, truyền hai Văn Dương. Đức Việt thành công rồi. 16-14. Kết thúc hiệp đấu thứ ba, các cầu thủ giao thông đã đổi ngược dòng thắng lại Kinh Công 16-14. Chung cuộc đã thắng với tỷ số 2-1 trong trận chung kết. Và các cầu thủ Đại học Giao thông Vận tải đã trở thành nhà vô địch của giải bóng chuyền sinh viên Hà Nội năm 2020. Xin chúc mừng các chàng trai Đại học Giao thông Vận tải. Cũng xin ghi nhận và chia sẻ các chàng trai của Đại học Kinh doanh Công nghệ. Như mình đã nói, 8-4
đổi sân chưa là cái gì cả. Và pha bẻ kèo boy đầu tiên của giải đấu đã đến ngay trong trận chung kết. Một trận chung kết cực kỳ hấp dẫn. Cực kỳ hấp dẫn. Xin cảm ơn 900 anh chị em đang xem nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một trận đấu phải nói là quá hay, quá hấp dẫn. Mấy giờ nhỉ? Bây giờ hơn 3 giờ. Chào mọi người nhá, chào hơn 700 anh chị em nhá, mình xuống live nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người yêu quý mình thì ủng hộ kênh của mình nhá, Bóng Chuyền HD nhá.